cần phải chế tạo một chiếc lốp thật tốt. Chúng ta phải làm một chiếc lốp từ thép có kết cấu đặc biệt bằng một công nghệ tiên tiến nhất. Đây sẽ là một dòng lốp thực sự phù hợp. Sản phẩm lốp ô tô toàn thép này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vì nó là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết. Lốp ô tô toàn thép Kasumina Radiant, khởi đầu chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xe và Phong Cách. Thưa quý vị, trong năm 2018 này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường xe trong nước và quốc tế tới quý vị. Đừng rời mắt khỏi màn hình, ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Để mở đầu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu xe Ford Mustang đời 2018. Đây là mẫu xe được sản xuất từ năm 1964. Mặc dù là có vẻ ngoài không mấy thay đổi, nhưng mà những thay đổi kín đáo được thực hiện cho ngoại thất của chiếc xe này đều là những chi tiết hữu ích và giúp cải thiện khả năng vận hành của nó. Khối động cơ V8-51 của Mustang giờ đây có công suất là 460 mã lực phanh, lớn hơn đời 2017 là 25 mã lực phanh và lớn hơn mẫu Camaro V8 5 mã lực phanh. Bản động cơ 4 xi lanh 2.31 của Mustang 2018 có cùng công suất là 310 mã lực phanh như bản 2017, nhưng có mô men xoắn cực đại lớn hơn là 40 Nm. Gói Performance 1 bao gồm đó là hệ thống khung xe được tinh chỉnh lại có ABS, hệ thống kiểm soát độ ổn định và cơ cấu chuyển hướng chạy điện, cùng với phanh Brembo 6 piston và rotor lớn hơn, khung chống ca tản nhiệt lớn hơn, visai chống trượt của Tosen, cùng bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S. Ai cũng nghĩ rằng là Mustang 2018 sẽ là đối thủ cạnh tranh của Camaro SS1LE, nhưng Ford thì không. Họ cho rằng Mustang 2018 là bước đệm giữa Mustang GT và Shelby GT350. Nếu như bạn thích vẻ ngoài của Mustang thì không nên ngần ngại mà lựa chọn nó. Giờ đây thì không mấy ai mua một mẫu xe cơ bắp chỉ với khả năng vận hành của nó. Bản EcoBoost của Mustang phù hợp hơn để đi lại hàng ngày cùng với bản V8 dành cho những người yêu thích tốc độ. Mỗi bản có một sức hấp dẫn riêng của nó và miễn là nó phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mẫu xe nước Ý cho phép người sử dụng được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của mình, Moto Morini Cassaro TI22. Mẫu Moto Morini Cassaro TI22 đã thể hiện những gì mà đội ngũ tài năng của hãng sản xuất có thể làm được. Chiếc Kosai TI22 được tham gia vào IGMA này được làm từ mẫu Cosaro 1200ZZ, được ra mắt từ đầu năm của Moto Morini. Thay vì mẫu Moto Morini Milano hoàn toàn mới được ra mắt tại IGMA, tuy vậy điều đó không hề khiến nó trông kém ấn tượng hay là hấp dẫn hơn. Khối động cơ chưa qua chỉnh sửa có dung tích là 1200 phân khối của Cosaro ZZ. Khối động cơ V2 tới từ Ý này vốn có hiệu suất là 137 mã lực phanh và 123 Nm, nhưng đã được cải thiện thêm nhờ hệ thống xả mới của TI22. Hệ thống xả đặc chế do hãng Arrow danh tiếng cũng tới từ nước Ý chế tạo, đã cấu thành hoàn toàn những chất liệu như titan này và đã được trở thành nguồn cảm hứng của tên chiếc xe. Một vài đặc điểm chung khác nữa giữa TI22 và 1200ZZ đó là bao gồm hệ thống phanh Brembo, hệ thống giảm xóc và bảng đồng hồ điện tử có thể tùy chỉnh và bộ khung dàn trống. Ngoại trừ những đặc điểm này thì TI22 thực sự là một cỗ máy độc nhất vô nhị. Ở phía sau đó là bình xăng bằng nhôm hẹp hơn nguyên bản và ốp đuôi rộng hơn một chút để xe có thể có kiểu dáng thanh thoát hơn và mang tính khí động hơn. Có lẽ rằng là giá thành cho một chiếc xe như này thì không hề rẻ một chút nào. Tuy nhiên nó thể hiện được đó chính là năng lực của đội sản xuất Moto Morini và hoàn toàn xứng đáng với tâm huyết của họ đã dành cho nó. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng chiếc xe Honda CB750 với phong cách Scrambler đến từ Hà Lan. Sử dụng lắp phuộc của một chiếc xe Suzuki GSXR750 Strat vào đầu xe và làm lại phần ruột của nó để toàn bộ trông như là mới. Việc nâng cấp phuộc này cũng dẫn tới việc bổ sung bộ phanh cùng với bánh trước mới cho chiếc Honda. Yên xe cũng được làm mới theo kiểu dáng bánh mì có thể chở được hai người. Chiếc xe được bổ sung thanh lái mới cùng cặp đồng hồ Daytona chắn cạnh đơn, cặp chắn bùn và cặp lốp Continental TKC70 mới, và bình xăng được làm theo dạng Thruston màu xám kim với các đường sọc trang trí đã khiến xe trở nên ấn tượng hơn. Thưa quý vị, hãng Royal Enfield đã ra mắt trên thị trường Ấn Độ chiếc Himalaya 2018 mang phong cách cổ điển với giá là 4.499 đô la Mỹ, tương đương với 108 triệu đồng. Trong phân khúc xe Adventure cỡ nhỏ thì phiên bản Himalaya 2018 đã trở thành đối thủ nặng ký đối với RS 250L Rally và Kawasaki KLX 250 và Versys X300 của Honda.
So với người anh em RF250L Rally của Honda ra mắt vào hồi tháng 8 vừa qua tại Malaysia thì Himalayan 2018 rẻ hơn gần 20 triệu đồng, phiên bản RF250L Rally có giá 128,6 triệu đồng. Phiên bản Himalayan 2018 được trang bị động cơ SOHC LS410 xi lanh đơn, dung tích 411cc, sản sinh công suất tối đa là 24,5 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 32 Nm tại 4.250 vòng trên phút. Hãng xe Ấn Độ gọi đây là chiếc xe adventure cho tất cả mọi người. Được sản xuất tại Ấn Độ, Himalayan 2018 được Royal Enfield định hình trong phân khúc xe adventure cỡ nhỏ với thiết kế tối giản, đậm chất cổ điển. Để tiếp nối cho phần tin tức của chương trình xe và phong cách ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phần trải nghiệm xe. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình xe và phong cách. Trong chương trình ngày hôm nay, Quang Đăng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Ducati Mantichada 1200S. Đây là một nỗ lực của hãng xe nước Ý trong phân khúc Touring. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ người trải nghiệm cùng với Quang Đạo ngày hôm nay là anh Tú. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tú. Hôm nay tôi và Quang Đạo sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe Ducati Mantichada 1200S. Mantichada 1200S dài 2200mm, chiều dài cơ sở 1529mm, nặng 213kg khi chưa đổ xăng và 236kg khi đổ đầy bình xăng 20 lít. Xe sử dụng cặp lốp Pirelli Scorpion Tri-Hi 120/70/17 bánh trước và Pirelli Scorpion Tri-Hi 190/55/17 cho bánh sau. Thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ chim đại bàng với mỏ nhọn và cặp mắt sắc sảo. Xe cũng trang bị kính chắn gió cao, đèn xi nhan và đèn ưu tiên tích hợp trên miếng bảo vệ bàn tay. Ducati Mantichada 1200S được trang bị động cơ lần đầu tiên có trên xe hai bánh là L-Twin Testaceta, sử dụng hệ thống van biến thiên DVT, bảo đảm hiệu suất cao nhất, mượt mà nhất, đạt mô men xoắn cực đại ngay cả vòng tua thấp. Những con số cụ thể như sau: công suất 160 mã lực tại 9.500 vòng trên phút, mô men xoắn 136 Nm tại 7.500 vòng trên phút, độ mượt tăng 78% tại tốc độ 50 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu giảm 8%. Ducati Mantichada 1200S thì có bình xăng là khoảng 20 lít, phù hợp với đoạn đường khoảng 400 km. Và trên chiếc xe này thì có một cái điểm rất là ấn tượng và đặc biệt, đó chính là bình xăng là nơi duy nhất có thể cắm chìa khóa và sử dụng chìa khóa ở đây, bởi vì chiếc xe này sử dụng đó là chìa khóa điện tử thông minh. Thế thì thưa anh Tú, là trong cái trường hợp mà quên hay là mất chìa khóa thì làm như nào? Trường hợp chúng ta mất khóa hay hoặc quên khóa thì trên xe có một cái nút bấm gọi là Recovery Unlock System, thì chúng ta có thể bấm vào nút đó và hệ thống điện sẽ mở lên, nhưng chúng ta sẽ phải nhập cái mã số vào và mã số chúng ta sẽ tự đặt cho chiếc xe của mình riêng. Và sau khi nhập mã số thì xe hoạt động như bình thường. Gọi là như password như điện thoại của mình. Hy vọng là sắp tới sẽ có cái Face ID hay Touch ID. Tôi được biết là trên hệ thống của Ducati Mantichada 1200S này còn tích hợp ví dụ như là IMU và liên kết với những cái hệ thống kiểm soát của xe nữa. Cụ thể thì nó như thế nào? Cái hệ thống đo lường lực quán tính thì trong thuật ngữ gọi là IMU. Và IMU này phát triển bởi Bosch, thì cái hệ thống IMU này nó sẽ lấy thông số của cái xe về độ nghiêng, trái nghiêng phải rồi tịnh tiến lên xuống, thì những cái thông số đó sẽ đưa về hệ thống ECU của xe và hệ thống đó sẽ đưa thông tin ra các cái bộ phận khác như là giảm xóc rồi hệ thống phanh ABS để phát triển thêm một cái phanh mới gọi là cornering ABS. Tức là gì? Tức là khi chúng ta vào cua, trong cua chúng ta bóp phanh thì hệ thống phanh ABS sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất là nhiều so với cả hệ thống phanh ABS bình thường. Ngoài ra thì hệ thống IMU đó sẽ giúp cho hệ thống giảm xóc làm việc hiệu quả hơn. Như Đạo đã từng ngồi sau và Đạo thấy cái xe rất là êm, thì đó là IMU nó đưa thông tin về cho giảm xóc, họ sẽ điều chỉnh lại cho mình cảm nhận cái xe nó tốt hơn. Vậy với người lái có quá nhiều cái chức năng hay là thông số như vậy, có cách nào để họ có thể kiểm soát và biết được không? Thực ra trên Ducati Mantichada 1200 họ có một cái hệ thống rất tôi thấy rất là hay. Đó là Ducati Multimedia System. Và trên điện thoại di động của bạn, bạn có thể download một cái phần mềm về. Trong phần mềm đó sẽ kết nối với cả điện xe và bạn sẽ nhận được thông tin của cái xe của mình. Ví dụ như bạn
cái cung vừa rồi bạn đi được bao nhiêu cây, xe bạn nghiêng được bao nhiêu tối đa, rồi cái vòng tua máy được tối đa là bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu, rất là nhiều thông tin hay và bạn có thể click một phát là share trên Facebook được. Tức là cũng sẽ cho mình có những cái việc đó là trải nghiệm tốt hơn. Trải nghiệm tốt hơn và chúng ta để lưu được nhiều thông tin hành trình của chúng ta hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trải nghiệm xe của chương trình Xe và Phong Cách. Còn ngay bây giờ sẽ là phần tư vấn kỹ năng lái xe an toàn. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Anh Tú. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một chủ đề rất là hay. Ôm cua là một đặc ân dành cho các biker. Và ôm cua như thế nào, đánh lái ra làm sao để cho các bạn an toàn nhất, vẫn vui nhất và có cảm xúc thăng hoa nhất, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những kỹ năng khi chúng ta cần thiết để vào cua. Hiển nhiên là trước khi chúng ta vào cua, chúng ta sẽ phải giảm tốc độ, trả về số cần thiết để cho máy có lực kéo khi chúng ta thoát cua dễ tốt hơn. Và sau đó chúng ta phán đoán xem khúc cua nó như làm sao, tốc độ chúng ta đang ở đâu và chúng ta sẽ lựa chọn cách vào cua khác nhau để có thể an toàn và thú vị. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn 3 cách vào cua khác nhau, tùy thuộc vào 3 tốc độ khác nhau. Cách đầu tiên chúng tôi gọi là press. Đây là một phương thức chúng ta có thể dùng khi đi ở tốc độ chậm, góc cua rất là hẹp. Với kiểu cua như vậy thì chúng ta sẽ phải nghiêng xe về phía mà chúng ta cần cua. Ví dụ chúng ta cua trái, chúng ta nghiêng về bên trái và đưa người sang bên phải để tạo độ thăng bằng cho xe. Tương tự với bên phải, chúng ta cũng làm như vậy để tạo độ thăng bằng cho xe. Kiểu cua thứ hai chúng tôi gọi là central, tức là người và xe trên một phương thẳng. Với kiểu cua như vậy, chúng ta sẽ đi ở tốc độ cao hơn một chút xíu, góc cua lơi hơn. Và kiểu cua thứ ba chúng tôi gọi là mirror, hay là có thể gọi là counter steering. Đây là một kỹ năng cua dành cho những ai có muốn có một góc cua rộng và tốc độ cao hơn. Chúng ta sẽ thực hiện động tác đưa người sang gần thế phía gương để đè cái xe xuống và ôm vào cua. Tương tự với bên phải cũng vậy. Phần chân chúng ta có thể hơi mở rộng ra, trượt sang bên cần cua một chút xíu. Lực tay chúng ta đẩy ngược lại, đánh lái. Ba cách cua vừa rồi nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên rất là hữu ích cho các bạn khi các bạn xử lý trên các cung đường khác nhau. Và điều quan trọng nhất là các bạn phải hiểu chiếc xe của mình, làm quen với chiếc xe của mình và lựa chọn cho mình những cái cách vào cua tốt nhất có thể. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các kỳ sau. Phần tư vấn thông tin kỹ năng lái xe an toàn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Casumina đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website xevaphongcach.net và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào lúc 9:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những chiếc xe này chỉ là phương tiện, bạn chính là tài sản vô giá. Hãy lựa chọn an toàn cho chính bạn, người thân và cộng đồng. Euromina, chuyên gia lắp xe ga. Mời quý vị và các bạn hãy truy cập website xevaphongcach.net để cập nhật thông tin về nhân vật tham gia trong chương trình Xe và Phong Cách hàng tuần, khám phá những chiếc xe độc tại Việt Nam và tham gia đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Casumina.